marked a location. Để tôi xem có người không. Là khu vực lớn nhất sau nhà có người không? Sau nhà đó. Có người không? Hai thằng. Có hai thằng bay sau đít thôi. Tôi phải quan sát đó. Tôi chưa vội nút đồ đâu. Thì vừa vào vừa vận là hy sinh luôn. Vào cái chỗ đông người nó là không có người nhỉ, hay không không đúng giờ. Tôi một lần tôi ngại nhảy đây lắm, bởi vì rất là đông người. Ừ, chỗ này là 4 tem. Hai thằng vẫn đấy, hai thằng vẫn đấy đang bắn. Thôi để tôi bắn cho. Heo ơi, để anh bắn cho. Anh lấy kill. Ôi nó biết cúi xuống kìa. Nó bot biết cúi nằm xuống luôn kìa. Heo nhìn thấy chưa? Bot tay to. Tôi bắn là xa quá, với lại AK có 3 nữa. Anh đang làm clip. Nên là kill thì cứ nhường anh đi. Hiểu không? Khán giả thấy nhiều kill là khán giả sướng. Làm chưa bao giờ qua được 15 kill ấy, map này. Làm clip. Cái này làm không về nồng tiếng không? Không, mình lồng tiếng trực tiếp luôn như này luôn. Bọn lồng tiếng thì nó sẽ mất thời gian hơn, và ví dụ đánh như đấu giải liên quân ấy, thì chúng nó hay lồng tiếng. Mình trực tiếp mình ghi hình, có hình mặt mình sẽ ghi luôn. Ôi, nghèo thế. Không bình thường mà. Vậy, mới chơi được mấy game thôi, nhân phẩm thì có nhiều. Heo ra thử nhân phẩm hay không? Lấy 4 đúng không? À, tôi có x3, x6 thôi. Tôi ngại bắn x4 lắm thật. Giờ đi tìm người thôi anh em ơi. Kiếm con xe đi. Ờ, nhìn thấy khẩu khẩu DB nào pin thôi nhá. DB28. DP28. Ở đấy sấy không giật cũng bắn cắt đấy. À đây con. À, bắn 24. Trong này nút hết ra. Tôi di chuyển đi nhau đi, nãy thính đường xa, nếu phải qua 600m qua quay lại khu đấy có người. Di chuyển thôi anh em ơi, đi bắn nhau thôi, nút đồ. Hiện tại là cũng bao nhiêu rồi? Hơn 3 phút để nút đồ. Bây giờ phải kiếm xe. Không, đi bộ là được. Em đúng phát à? Đi bộ lên đỉnh đồi nhá. Lên lên chỗ tôi chấm kìa. Okay. Có Red Zone thì có người đấy. Nâu lắm, 500m luôn. Không, gần thôi. Map này tức là check tiếng ấy, check tiếng súng ấy. Chỉ cần đứng xa là như vậy là cũng nghe tiếng thôi. Đây mình thấy có nút đồ này. Nó chỉ quanh đây thôi. Cửa sổ mở hết. Okay. Chạy nhanh thế. Bỏ súng lên mà chạy. Bỏ súng mèo lắm.
Chậm địch rút không kịp. Ý là khu này chúng nó đã nút hết rồi này, phải vào sâu trong khu kia nữa. Heo đi đâu rồi? Heo không đi chung rồi. Heo sợ Zedon nổi chết. Sang khu bên đấy. Nãy mình ở xa đường bay mà. Nãy mình mà nhảy khu đấy là xa đường bay đấy. Nhưng mà được cái là nó quá. Nghe mày hơi mỏi tay kiểu gì. Trời lạnh quá. Cóng cái tay. Không hề nó nút khu này luôn. Quầy không, không biết người ở đâu luôn ấy. Thật đấy. Đây vào hết khu này mà không không thấy có người luôn. Tôi số 4 nha, có người. Phải tôi số 4 không? 4 sao? Có xe rồi. Có xe đây, lấy xe đi. Xe đây. Xe 2 chỗ à? Thế là đủ tối với ông ai đó. Đi ra sự số 4 đi. Không có nước luôn này, ra phải bắn được mấy thằng lấy đồ. Lái được không đây? Ra chỗ chấm này. Chỗ chấm này, chỗ chấm này. Lên nóc nhà luôn, hợp lý ấy. Bỏ đi. Đi đâu anh? Gần đến rồi, gần đến chỗ chấm rồi đây này. Chỗ trung tâm này thôi, đi xe nó lộ, nổi tiếng. Hà Nội này bé đấy nhỉ. À đây thấy người rồi. Có rồi. Không? Gần gần tôi có. Trong nhà, trong nhà. À tôi nghe. Watch out. Watch out. I got supplies. Người chứ còn gì nữa. Lưng trước mặt kìa. Tầng nằm nhé. Tầng đá trước mặt này. Heo cứu đi. Anh xử lý cho. Này thế nhà còn năng lắm. Mấy nóc không? Hết rồi. Và ném bom đi vào lòng đất. Bây giờ phải clear này. Tôi ném đâu đấy có 5 quả thôi mà. Tôi ném đâu đấy có 5 quả bom thôi. Chắc không đến nhưng mà cũng 3-4 quả gì đó. Này, xác thằng cuối ở bên này này. Được rồi, qua đây khám nốt xác của thằng này. Có ông ngắm nào xin nói nhé. Đây, có cúp 3, cúp 4 ở đằng sau cái nhà bị bắn đấy. Bên này có giáp 3 nữa đây. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Bốn nào hết đến tính luôn. Hết người rồi, không 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 có người để bắn đây. Bắn nó một. Đâu đấy?
em thì hết. Số 3 bắn Sam, một số 3. Mình phải quan sát ở đây cũng 16 đứa nữa mà chạy bo đến này. Ở đây, hướng đây rồi. Thế này. Đúng hướng số 4 ấy, trên đỉnh đồi ấy. Đỉnh đồi trống lắm, cẩn thận nhé. Khu đất trống đây dễ toang. Ngồi xem hoạt hình à, bạn. Bạn này đang ngồi xem hoạt hình chứ. Nó đang ngó ai ấy. Vẫn còn nha. Ông số muốn đi xe nha. Đây này, tảng đá này. Rồi. Nhìn thấy xác chưa? Đây rồi. Nó còn một đứa đằng sau, đằng sau. Lên luôn, yếu rồi, lên luôn. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, số 2. Rồi, sao? Đấy, đấy lia đúng không? Lia, lia rồi. Đấy. Vì tôi bắn nó là khá khá chắc là còn chấm máu rồi. Mark the location. Vì nó không còn gì để mất. Đấy, không còn gì để mất. Mark the location. Số 3 có người. Đây, đang nhặt đồ đây. Med kit các thứ, máu bom các kiểu luôn. Watch out. Quá nhiều. Qua luôn, qua luôn, tới luôn. Asa của 13 player nữa, chỉ đi 4, 12, 8 đứa. Có thính luôn này. Tận đồi bên kia cơ. Ta lắm. Marked an airdrop. Thấy luôn này. Thấy luôn trên đỉnh đồi này. Đỉnh đồi cao này. Enemies ahead. Okay. Tại tầm mạng rồi. Cái vị trí của mình nó không không được đẹp lắm. Tôi số 3 người nhé. Đọc một. Vẫn còn trên đỉnh đồi. Bỏ xe số 4 à, sai quá. Bốn làm loạn đi. Mình bắn thôi. Trong bo à. Nó sau núi mà. Lấy xe mà bó thôi các bạn ơi. Vâng rồi. Chết bò đấy, chết bò đấy. Không phải đùa đâu. Tôi gần chế bò luôn này. Anh em không có bò luôn là đi luôn. Heo con đã bỏ mạng trên chiến trường. I need consumables. Số 2 di chuyển luôn à? Trong bò rồi à? Nó đâu ấy? Không gần nhà tội rồi của tôi. Đang lên rồi. Còn một thôi. Ở đây này bắn đây không biết đâu à. Chắc dưới dưới đây thôi.
này cho tôi này. Quay tôm bột rồi kìa.